gửi tới mọi người một tác phẩm dân tộc là bài Quân về trên đảo Nông, được thể hiện bằng sáu nẻo. Mình muốn gửi tới mọi người tác phẩm rất đáng là
Sử Tử Mộng Nhạc bài nhạc Hoa có bài tên là Lưu Ký Tình và được thể hiện bằng một nhạc